và các bạn cùng theo dõi thông tin thời tiết các địa phương trong tỉnh đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Vùng cao đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ đo được phổ biến tại thành phố Lào Cai là 29 độ C, thị xã Sapa là 19 độ C và huyện Bắc Hà là 23 độ C. Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên mực 1.500m, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa, riêng vùng cao có mưa nhỏ vài nơi. Ngày trời nắng, vùng thấp có nơi nắng nóng, vùng cao đêm về sáng trời rét. Hình thái thời tiết mưa nắng đan xen, nhiệt độ thay đổi đột ngột, quý vị và các bạn cần lưu ý quan tâm chăm sóc sức khỏe cho gia đình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Bà con nông dân toàn tỉnh cũng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để đảm bảo cho vật nuôi cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tránh sâu bệnh phát sinh. Còn sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2023. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió tây cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%.